Trận đấu giữa Inter Miami và New England trên sân khách đã diễn ra vô cùng kịch tính và nhiều biến động. Đội chủ nhà đã khiến Inter Miami phải bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm. Ngay ở phút thứ nhất của trận đấu, sự chậm chạp trong việc chấp nhận bàn thua đã khiến Inter Miami phải vùng lên mạnh mẽ, và họ đã có một màn lật ngược tỷ số ngoạn mục. Messi, người luôn nổi bật với tài năng và sự xuất sắc, đã tiếp tục chứng minh vị thế của mình bằng một cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, góp phần quan trọng vào chiến thắng của Inter Miami. Bốn bàn thắng đã được ghi trong một trận đấu đầy cảm xúc và kịch tính, khiến cho các cổ động viên không thể rời mắt khỏi sân. Với chiến thắng này, Inter Miami tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông với 21 điểm, hơn đội xếp thứ hai là City 3 điểm. Tuy nhiên, niềm vui của Inter Miami cũng bị làm mất đi một phần bởi sự phẫn nộ của huấn luyện viên Pochettino với những quyết định của trọng tài. Ông cho rằng các quyết định này đã ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu và không công bằng. Trận đấu này cũng gây thêm lo lắng cho Liverpool trong cuộc đua vô địch, khi họ gần như mất cơ hội nâng cao chiếc cúp ngoại hạng Anh sau trận hòa với Wolverhampton. Tuy nhiên, huấn luyện viên David Moyes của Wolverhampton vẫn tỏ ra lịch thiệp và khẳng định rằng trận đấu là một cuộc cạnh tranh công bằng và hấp dẫn. Trận đấu giữa Man United và Gen Club đã trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong làng bóng đá, khi không chỉ có những bàn thắng và pha bóng đẹp mắt mà còn có những sự cố gây tranh cãi. Tức số 11 của Gen Club đã thể hiện sự bất mãn và căng thẳng mạnh mẽ, đặc biệt sau một mâu thuẫn nảy lên giữa Salah và CL. Câu trả lời của Salah trong một phát biểu sau trận đấu khiến nhiều người bày tỏ sự quan ngại về tình hình tinh thần của đội bóng. Trong khi đó, Man United cũng gặp khó khăn khi bị cầm hòa và một lần nữa hàng thủ của họ phản bội. Cựu cầu thủ Man United Owen Hart cho rằng Casemiro phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình huống đó và rằng cú đánh đầu của Casemiro là quá thiếu lực và không thể chấp nhận được. Với những diễn biến nóng hổi này, trận đấu giữa Man United và Gen Club đã kết thúc với nhiều tranh cãi và phản đối từ phía cả hai đội bóng. Trận đấu giữa Atletico Madrid và Athletic Bilbao không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mà còn là điểm sáng cho vấn đề bất đồng và phân biệt chủng tộc trong làng bóng đá. Trong trận đấu này, cầu thủ Nicole Williams của Athletic Bilbao đã bị các cổ động viên đội chủ nhà phân biệt và đối xử không công bằng, khiến anh rời sân và từ chối tiếp tục thi đấu. Sự việc này khiến giám đốc đội bóng phải kêu gọi mọi người dừng lại và nhấn mạnh về hành vi tiêu cực này. Trong khi đó, trận đấu cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Atletico Madrid với tỷ số 3-1. Gia Emery, tiền vệ trẻ của Prignaman, đã làm nổi bật tên tuổi của mình với màn trình diễn chững chạc và đáng chú ý. Phong độ ấn tượng của Emery đã thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó có Manchester City. Đáp lại, Prignaman đã quyết định gia hạn hợp đồng với Emery đến năm 2029, thể hiện lòng trung thành và tôn trọng với tài năng trẻ của mình. Trong khi đó, Lucas Peter của Ham đã thu hút sự quan tâm của Manchester City, và dù anh vẫn cảm thấy hạnh phúc với việc thi đấu châu Âu, anh cũng không loại trừ khả năng chuyển đến đội bóng mới, Everton. Mặc dù gặp nhiều rắc rối tại mùa giải này, nhưng với phong độ tốt gần đây, đội bóng đã tự tin giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng và tránh khỏi nguy cơ xuống hạng.